Chào mọi người ạ. Xin lỗi vì máy mình quên cắm sạc cho nên là nó tắt bất ngờ, mình không kịp cắm sạc. Xin lỗi nhé. Đang nói giang dở cái chuyện là tiền điện tử Bitcoin. Về bản chất của tiền điện tử nó là gì? Để nói về bản chất của đồng tiền thì mình sẽ nói về bản chất của đồng tiền thật của mình luôn. Đó là tiền, như là chúng ta sẽ không nói về tiền Việt Nam bởi vì nó nhạy cảm. Chúng ta nói về tiền Mỹ đi, tiền đô la đi. Thì tiền đô la nó xuất phát từ cái gọi là cái này người ta gọi là cục dự trữ liên bang Mỹ. Thì cái cục dự trữ liên bang Mỹ này, nghe cái tên thì người ta tưởng là tên của nó là một cái nơi mà dự trữ tài sản của Mỹ. Đây là một cái kiểu đánh lừa người dân. Nó thực tế thì nó không dự trữ cái gì cả, mà nó là nơi in tiền. Để sản xuất ra được tiền thì chính phủ Mỹ sẽ in ra các cái đồng trái phiếu, là các cái tờ trái phiếu đấy. Ví dụ như họ in ra 10 tỷ đô la trái phiếu, sau đó họ đưa qua cục dự trữ liên bang, và cái cục dự trữ liên bang này sẽ nhận 10 tỷ đô la trái phiếu đó, và họ sẽ in ra một số lượng tiền là 10 tỷ đô la, hoặc là họ sẽ chuyển một lượng tiền 10 tỷ đô la bằng các cái toán ở trên máy tính này, tức là họ chuyển giống như mình chuyển khoản ngân hàng vậy đó. Từ cái 10 tỷ đô la này, chính phủ Mỹ sẽ đưa vào ngân hàng, và ngân hàng sẽ cho người dân vay. Và theo quy trình thì ngân hàng sẽ cho người dân vay khoảng 9 tỷ đô la và 10 tỷ, và còn 1 tỷ đô la, tức là 10%, sẽ là nguồn dự phòng của ngân hàng. Sau đó thì người dân sẽ trả lại 9 tỷ đô la đó, tức là có tiền gửi từ người dân đưa vào thì 9 tỷ đô la đó thì ngân hàng sẽ tiếp tục cho người dân vay tiếp 8 tỷ 1 đô la và 0,9 tỷ đô la làm dự phòng, tức là cứ 10% trích lại. Và đồng tiền này nó cứ xoay vòng như vậy, nhưng mà nó sẽ biến thành là từ 10 tỷ đô la nó sẽ biến thành vài chục tỷ đô la. Việc này nó tương tự như việc là tôi có 10 tỷ đồng và tôi mua một nền đất 10 tỷ, sau đó tôi vay lại ngân hàng là 9 tỷ, và tôi tiếp tục tôi mua một nền đất 9 tỷ, và sau đó tôi lại thế chấp để tôi vay lại ngân hàng 8 tỷ 1, và sau đó tôi lại cứ làm như vậy, tức là tôi sẽ có từ một nền đất 10 tỷ và tôi sẽ có hàng chục nền đất như vậy. Đây là một cái việc gọi là làm gọi là cuốn chiếu, và rất có khả năng cao là tôi sẽ vỡ nợ. Vậy thì ngân hàng cũng có thể vỡ nợ vì cái chuyện này. Một cái câu hỏi nữa đặt ra đó là khi mà cái đồng tiền được đưa ra là 10 tỷ đô la ở trong xã hội đấy, thì người dân phải trả lãi cho khoảng vài chục tỷ đô la khi ngân hàng xuất ra. Vậy thì không có tiền mặt nào ngoài 10 tỷ đô la được đưa ra, vậy thì tiền đâu để người dân trả lãi cho ngân hàng? Thì tiếp tục là cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ tiếp tục in tiền. Và chúng ta biết rằng tiền là giấy, và người ta sẽ in tiền theo cái ý muốn của người ta, tức là người ta kiểm soát bằng cách cân đối với cái lượng hàng hóa, người ta gọi là GDP, tăng trưởng theo năm đấy. Tức là GDP là tổng sản phẩm quốc nội, tức là trong một năm người ta sẽ sản xuất ra bao nhiêu cái sản phẩm quốc nội, như vậy thì người ta sẽ tính là GDP, và người ta sẽ cân đối để in ra số lượng tiền mặt, tiền giấy hoặc là khoản tín dụng mà ngang bằng với cái lượng tài sản đó. Cùng với đó người ta sẽ tính toán để cho đưa ra được một cái lượng tiền nhiều hơn cái số lượng tài sản, kiểu như là khoảng in lên khoảng, ví dụ như tài sản, tổng tài sản quốc nội là GDP là khoảng 10 tỷ thì người ta sẽ in ra khoảng 11 tỷ tiền giấy, tức là lạm phát sẽ tăng khoảng 10%. Đây là một cái lạm phát người ta đánh giá là lạm phát tốt để kích thích tăng trưởng cái nền kinh tế.
Vì vậy mà chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có làm gì thì làm thì chúng ta vẫn bị chi phối bởi cái đồng tiền mà do những người cầm đầu, tức là luật là những người in tiền sẽ đưa ra luật chơi, và chúng ta sẽ là người chơi. Và chúng ta sẽ thấy rằng là từ đây chúng ta nghiệm ra được rằng là tất cả mọi thứ chúng ta đều phải đi làm thuê, tức là chúng ta vẫn là nô lệ của đồng tiền, và chúng ta bị chi phối bởi tất cả những cái người mà in ra tiền, đó là những cái tài phiệt. Những cái tài phiệt này người ta sẽ chi phối chính phủ. Các bạn biết nếu như mà một cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ chẳng hạn, thì các cái nhà tài phiệt, những cái người giàu có, người ta sẽ bỏ tiền ra cho cái ứng cử viên đó đi vận động tranh cử. Và sau khi mà cái người đó được hậu thuẫn mà lên được tổng thống thì sẽ trả lại, tức là trả ơn lại cho cái người đã bỏ tiền ra để đầu tư và tư vấn và là tranh cử đó. Đồng thời thì chúng ta biết là cái chính phủ Mỹ, cái đất nước Mỹ nó có hai cái viện, đó là Thượng viện và Hạ viện. Hạ viện là đại diện cho đa số tầng lớp người dân, nhưng Thượng viện nó tồn tại trong cái lịch sử nó lâu đời hơn, và nó đại diện cho cái tầng lớp gọi là tầng lớp cao cấp hơn, gọi là ngày xưa gọi là giới quý tộc hay là giới thượng lưu đấy. Thì một cái chính sách mà Hạ viện thông qua nhưng Thượng viện không thông qua thì cũng mà xem như là không thể. Trong cái bầu cử của Tổng thống Mỹ thì theo mình biết thì chúng ta nghĩ Mỹ là nó sẽ bầu cử một công bằng, tức là bạn có quyền bầu cử tổng thống, nhưng thực tế nó không hoàn toàn dân chủ như bạn nghĩ. Đó là cả cái phiếu bầu của các bạn là phiếu bình thường, nhưng mà trong mỗi cái bang người ta vẫn có những cái phiếu người ta gọi là phiếu đại cử tri. Thì nếu như được bầu bằng nhân dân rồi, nhưng mà nếu như cái số phiếu nó không quy định thì nó còn phụ thuộc vào cái số phiếu của những cái đại cử tri này. Nếu như mà những đại cử tri này mà bỏ phiếu không qua thì vị tổng thống đó cũng không, thì người ứng cử đó cũng không thể đạt được, khó mà đạt được cái chức vị tổng thống. Cho nên thực tế thì quyền lực nó vẫn nằm chủ yếu là trong tay của những người có tiền. Theo như mình biết một cái thông tin thì không biết là có đúng hay không, vì thông tin này người ta cũng lan truyền nhiều ở trên mạng thôi, chứ mình cũng không rõ vì mình không nắm được cái chuyện đó, là 90% tổng tài sản của toàn thế giới thì nó nằm trong tay khoảng 1% của những người giàu nhất thế giới, trong khi là 99% dân số còn lại chỉ nắm giữ khoảng tổng tài sản của thế giới mà thôi. Cho nên quyền lực nó nằm ở trong tay những cái người có tiền và người ta chi phối toàn xã hội. Vì vậy mà cái tham vọng của những cái đồng tiền ảo mà muốn như kiểu là đồng của Facebook, gọi là đồng hôm mình có làm cái đồng Libra đấy, đồng tiền của Facebook đấy, muốn được thông qua để mà được toàn thế giới công nhận, bởi vì Facebook nó có cái thương hiệu rất lớn, cho nên nếu như nó ra được cái đồng Libra thì sẽ được rất nhiều người đồng thuận và sẽ sử dụng cái đồng Libra này như là một cái đồng tiền mà không bị quản kiểm soát bởi bất kỳ một chính phủ nào. Và vì sao mà các nước người ta không đồng ý, hoặc là các cái liên minh người ta không đồng ý cho cái đồng Libra này ra đời, là bởi vì nếu như các chính phủ không kiểm soát được đồng tiền của họ thì toàn bộ thế giới sẽ không nằm được trong tay của những người đang có tiền. Vì vậy mà cái lực ép cản trở cái sự phát triển, tức là phát triển của cái đồng tiền điện tử là rất lớn. Đại đa số là các chính phủ sẽ không thông qua, mà chỉ có người dân có thể là rất thích cái đồng tiền này vì nó có cái tính tiện dụng. Tức là bạn làm gì thì cũng không cần phải là phải đi chuyển tiền này nọ thế kia, và bạn không bị kiểm soát bởi chính phủ. Đồng tiền là do bạn làm ra và bạn được quyền hưởng cái đồng tiền đó, mà không bị các cái chính phủ, ví dụ như làm giá đồng tiền, ví dụ như nếu như họ làm giá đồng tiền, ví dụ như họ thích sản xuất ra là cho cái lạm phát lên khoảng 15% chẳng hạn, hoặc 20% chẳng hạn, đó là quyền của họ. Hoặc là họ cân đối đồng tiền bằng cách là họ sản xuất
ít đồng tiền hơn để họ giảm cái giá trị hoặc là tăng cái giá trị đồng tiền lên, là đó là quyền của họ. Cho nên Mỹ nó cũng rất sợ cái điều này, bằng chứng là nó đã áp đặt Trung Quốc, và tới đây là nó đang điều tra về Việt Nam về cái chuyện là nó sẽ nói rằng là Việt Nam và Trung Quốc, mà Trung Quốc đã bị rồi, tức là đã cố tình giảm cái giá trị thực của đồng nhân dân tệ xuống, mục đích là để xuất khẩu với giá rẻ hàng ra tất cả các nước, làm phá giá đồng tiền. Tức là Mỹ nó không kiểm soát được đồng tiền, vì đồng tiền đô la là đồng tiền ổn định nhất và được nhiều người dùng nhất ở trên thế giới. Vậy là chúng ta biết được bản chất của đồng tiền là nó như thế nào. Và chuyển qua, chúng ta sẽ nói về cái đồng Bitcoin, đồng tiền điện tử. Thực tế nếu như bạn chỉ đào thôi, tiền điện tử bản chất của nó ở trên thế giới nó rất nhiều đồng tiền điện tử, nó cả ngàn đồng tiền điện tử, nhưng đa số người ta sản xuất ra, người ta làm ra cái đồng tiền điện tử này với mục đích là lừa đảo trục lợi. Thực tế thì cũng không phải là lừa đảo, mà chỉ là những cái thành phần nào hư ăn thì chết ở chỗ là nó cho, đầu tiên là cho đào miễn phí, nhưng sau đó bạn đào về khoảng được vài ngàn đi chẳng hạn, thì bạn bắt đầu thấy có giao dịch và bạn thấy rẻ và bạn mua vào đầu. Bạn mua đầu sau đó thì tất nhiên nếu như bạn vô đầu vào đầu tiên thì những cái người lập trình ra cái đồng tiền đó, người ta cố tình người ta đẩy cái giá tiền ảo lên cao để mục đích là họ đã ôm được một cái số lượng lớn, vì họ là người sản xuất cho nên họ ôm từ đầu một số lượng lớn. Khi mà được cái số lượng lớn này, mà đồng tiền này đã đạt lên một cái giá trị cao, thì người ta sẽ bán ra được hết toàn bộ cái đồng tiền đó, hoặc là người ta có thể đảo nhiều vòng để tạo ra được một cái hiệu ứng là tăng tốc rất lớn. Sau khi người ta ôm đủ cái số lượng tiền cần thiết như mong muốn của người ta thì sập sàn, và sập sàn thì những cái người mà lướt sóng mà mua tiền ở cận kề cái thời điểm đó thì sẽ ôm vào, thì sẽ bị là mất tiền. Trường hợp này ở Việt Nam mình cũng giống như là đất ở Đà Nẵng ấy. Thì đất ở Đà Nẵng thì hiện tại mình vẫn đang còn chung với một người bạn, là tức là mình và một người bạn vẫn còn một miếng đất ở trong đó, nhưng mà hiện tại vẫn chưa bán được và giá vẫn đang giảm. Thì đây là một cái vấn đề, người ta có một cái liên minh, rất là nhiều người, người ta dùng góp lại rất là nhiều tiền mà người ta vào, người ta cố tình người ta đảo đất liên tục, người ta mua bán liên tục, tạo nên một cái đợt sóng lớn để mà tăng cái giá lên, và người ta cứ mua bán với nhau như vậy. Và những người nào muốn lướt sóng nhảy vào mua buổi sáng buổi chiều là có lời khoảng 100 đến 200 triệu rồi, thì những cái người nào mà vào trước thì tất nhiên là được lợi, nhưng mà nếu như vào trước rồi mà còn hư ăn đến đoạn cuối mà vẫn cứ lướt tiếp thì sẽ mắc lại ở đó. Mình là người xui xẻo nhất, là mình khi mà đã qua đợt sóng rồi thì qua đỉnh cao rồi, ngay cái đoạn đỉnh thì mình vào, mình thấy đi chơi thôi, thì hai anh em vào đi chơi thì thấy đám đất đẹp thì thôi thì mua, thì đúng cái đợt là đỉnh cao luôn, và sau đó thì nó ảm đạm do cái dịch Covid rồi bão lũ hiện tại nữa. Cho nên hiện tại thì đất của mình vẫn nằm trong đó và chưa bán được. Thì đó là một cái trường hợp mà nếu bạn bỏ tiền ra, bạn phải gặp xui xẻo, bạn phải thất bại. Trong trường hợp của đồng tiền điện tử Bitcoin thì theo đánh giá của riêng bản thân mình thì mình đánh giá nó có tiềm năng khá tốt. Nhưng nếu như bạn nào tham gia thì mình khuyên bạn là không mua vào cái đồng Bitcoin, tức là bạn chỉ đào và bạn không bỏ một đồng nào vào cho cái tiền ảo Bitcoin đó, bạn không được mua, thì bạn sẽ không mất gì ngoài thời gian tìm hiểu thông tin về nó, và mỗi ngày sẽ kích vào cái tia sạc đó một lần. Đó là nó như vậy. Tức là bạn có thích chơi hay không là quyền của bạn. Có một số bạn lên nói mình là không nên làm như vậy, là mất uy tín của mình, hoặc là nếu như nó lừa đảo thì mình sẽ trở thành một cái tội đồ, và mình sẽ trở thành một cái người là làm cho người khác mất tiền. Và cũng có bạn nói rằng là được thì người ta chỉ cảm ơn bạn một tiếng, còn không được thì người ta sẽ chửi bạn rất nhiều đó. Và mình đã tiếp thu cái ý kiến đó, nhưng mà mình nghĩ luôn nghĩ lại, mình nghĩ rằng làm cái gì mà cũng sợ trước sợ sau như vậy thì làm thì không, cuối cùng sẽ không bao giờ làm được gì cả. Đối với bản thân mình thì mình cho dù nó chỉ là 1% cơ hội mà không mất gì thì mình vẫn tham gia.
bản thân mình vẫn tham gia và mình nghĩ rằng mình đủ bản lĩnh để tham gia. Còn bạn nào sợ mà khi mà cái ham muốn của con người nó không kiềm chế được, ví dụ như bạn vừa mới bán đi một cái lượng pi khoảng tầm 100.000 đồng một pi chẳng hạn, nhưng sau đó nó lên quá nhanh khiến cho bạn tiếc nuối, bạn mua vào thì bạn chết. Cho nên là mình nói rằng ai thích chơi thì chơi, đây là một cái cơ hội, dù rằng là xác suất là rất nhỏ nhưng là một cơ hội cho những người mà khó có khả năng có đồng vốn ban đầu để mà lập nghiệp. Thích thì chơi, nắm bắt nhiều cơ hội, tức là có thể cơ hội này nó không thành công nhưng nó cũng là một trải nghiệm cho bạn, biết đâu đấy bạn sẽ tìm ra được một con đường cho riêng bản thân mình để mà xây dựng cuộc sống tương lai, hoặc là ít nhất một cú vấp ngã cũng khiến cho bạn có kinh nghiệm. Và nếu như trong tình trạng mà bạn không có gì để mất thì bạn cũng không sợ gì mà không tham gia. Một cái nhận định khác của người ta nói rằng là pi rất có thể nó sẽ lợi dụng cái nguồn tài nguyên, nó có nghĩa rằng lợi dụng cái bộ nhớ của điện thoại hoặc máy tính của bạn để nó sử dụng cái lượng tài nguyên này, cái lượng ghi mà tổng này để nó đi đào một cái số đồng tiền nào khác. Thì theo mình đây cũng là một cái nhận định mà những người người ta ở trong nghề, người ta có kinh nghiệm, người ta phát biểu ra. Nhưng theo mình thấy cái công ước vừa rồi nó đưa ra đó là nó sẽ thuê lại những cái CPU rảnh rỗi của mọi người trong cái giai đoạn thứ tư là nó sẽ thuê lại đối với những người rình về lĩnh vực này thôi, chứ còn những người nó sẽ khoảng 10% những người tham gia sẽ được thuê cái dung lượng thừa thải này, chứ mình thấy là nó sẽ không lợi dụng cái nguồn tài nguyên của mình, bởi vì như mình hiện tại mình đang sử dụng đây là một cái con Samsung Z3 mình mua cách đây 5 năm. Các bạn biết rằng cái Samsung Z3 này là nó có cái dung lượng rất là ít, mình sử dụng chủ yếu chỉ để nghe gọi thôi, nhưng mình cài pi vẫn rất mượt, và nó con Z3 này nó luôn ở trong cái tình trạng là bộ nhớ đầy nhưng mà cài pi vào nó vẫn chạy bình thường. Cho nên là việc nói nó sử dụng cái tài nguyên thì mình nghĩ là nó cũng không có. Để các bạn hiểu về cái tiền ảo là nó như vậy, con chơi hay không là quyền của bạn, nắm bắt hay không là quyền của bạn, mình không khuyên các bạn nên chơi nhưng bản thân mình sẽ chơi. Và có một số bạn nói với mình rằng là đừng làm vậy mà mất chất của anh, hoặc là mất chất của kênh đi, hoặc là mà tôi sẽ không donate cho bạn nữa bởi vì là bạn đã đặt quyền bỏ cái tầm bậy tầm bạ, tức là lừa đảo, mang tính lừa đảo. Thì mình xin nói thế này, mình là người quyết đoán và mình sẽ làm những gì mà mình cho là đúng, mình sẽ không sợ tiếp sửa sau. Và bạn nào thích thì có thể ở lại kênh mình tham gia học hỏi, chơi giao lưu cho vui. Còn những bạn nào nếu như cảm thấy không thích thì không donate, mình bảo là các bạn có thể mời mình một ly cà phê nếu như video đó bạn thấy hữu ích. Bạn có thể mời cà phê hay không đó là quyền của bạn, bạn có thể xem kênh mình hay không đó là quyền của các bạn, bạn có nhận xét kể cả các bạn chửi mình, nhưng kênh là kênh của mình cho nên mình vẫn có thể, nó phải có một cái dấu ấn đậm chất cá nhân của mình. Mình có thể nói sai nhưng đó là bản chất của mình, là cá nhân của mình có chính cái mình sẽ làm những việc mà mình cho là bản thân mình cho là đúng. Và trong cuộc sống thì cá nhân bản chất con người mình là như vậy, mình sẽ làm những thứ, mình sẽ cân nhắc để làm những thứ mà người khác bảo là sẽ không thành công đâu. Vì sao mà như vậy? Bởi vì nếu như bạn đưa ra một cái vấn đề mà tất cả mọi người đều đồng thuận, tức là bạn muốn mở một cái quán ăn, mở một cái quán nhậu hay là làm bất cứ cái gì trong làm ăn, nếu như bạn đưa ra một thứ mà tất cả mọi người đều đồng thuận thì nó có nghĩa rằng tất cả mọi người đều làm, tức là người ta làm rất nhiều và buộc bạn phải cạnh tranh, và điều đó sẽ đưa đến cho bạn cái rủi ro rất nhiều. Bởi vì người làm sau bao giờ người ta cũng làm quán đẹp hơn là người làm trước, người ta cũng đầu tư nhiều hơn người làm trước. Trong khi bạn mở ra một cái hướng mới, ví dụ như là bạn chăn nuôi lợn rừng chẳng hạn, hay là bạn mở ra một cái hướng mà ở cái khu vực đó không ai làm hết,
thì bạn một mình một ngựa và vật ngựa tùy phong, mặc dù rủi ro, mặc dù rất nhiều người can ngăn, nhưng mà bạn có thể làm, đó là quyền của bạn, và bạn phải xác định được rằng là suy nghĩ của mình là đúng. Theo kinh nghiệm của mình thì trong làm ăn, nếu như bạn cần phải bàn bạc với ai đó thì bạn chỉ nên bàn bạc với đúng một người mà bạn tin tưởng. Còn bạn đem ra để 5-7 người bàn bạc, bạn sẽ không bao giờ làm được. Bởi vì người ta sẽ nói với bạn rằng là đừng có làm như vậy, bao nhiêu người làm sai rồi, bao nhiêu người thua lỗ rồi. Vì sao mà người ta khuyên bạn như vậy? Đó là bởi vì để sau này lỡ như bạn rủi ro mà bạn không thành công thì người ta sẽ nói rằng là tao đã khuyên mày rồi mà mày không nghe. Chứ người ta không dám động viên bạn, bởi vì nếu người ta động viên bạn hãy làm đi, thì nếu như bạn thất bại, người ta sẽ mang tội, mang vạ, tức là người ta sợ bạn quay lại là oán trách người ta. Cho nên người ta sẽ không bao giờ khuyên bạn rằng là hãy làm đi, cái đó tốt lắm, hãy làm đi. Người ta sẽ không quên đâu, người ta sẽ sợ bạn trách. Cho nên người ta sẽ nói trước những cái rủi ro. Và khi bạn nghe những điều đó thì bạn sẽ không làm được nữa. Bởi vì chính người mới ý, mà mỗi người chỉ cần mỗi người nói một điểm xấu của trong cái công việc đó, cái rủi ro của trong công việc đó, là bạn đã chùn chân rồi. Trường hợp bạn không muốn làm nữa thì bạn nên đưa ra để bàn luận để mà rút lui cho luôn, mà không phải hối tiếc. Còn lại thì tốt nhất là bạn không nên đưa ra để mà bàn luận, bởi vì nếu đã đưa ra bạn không bao giờ làm được đâu. Trong đó là trong cái kinh nghiệm của mình, chia sẻ với các bạn như vậy. Cho nên các bạn có quyền, cảm ơn bạn thể hiện cá tính hơn ở đấy. Thực tế là mình là người cá tính, nhưng mà mình luôn có cái tinh thần là dĩ hòa vi quý. Có những lúc mình cũng rất giận, nhưng mà mình không muốn nói những lời nặng lời, bởi vì cãi nhau nó không đưa đến một cái vấn đề gì cả. Cho nên là các bạn, theo mình nghĩ là mỗi người có thể có lập trường riêng. Đối với mình là nếu như người ta góp ý cho mình sai thì mình vẫn cười và vui vẻ ghi nhận, nhưng mà mình có chính kiến riêng của mình, và cái đó thì mình sẽ làm theo ý mình, mặc dù mình cười, nhưng mà mình vẫn làm theo ý mình, chứ mình không làm theo ý họ. Bởi vì mình là mình, họ là họ. Nếu như ai cũng giống nhau, ai cũng làm một công việc giống nhau thì xã hội này làm sao mà phát triển được. Nếu như bạn muốn tìm, các bạn muốn tìm hiểu về Bitcoin thì có thể tìm hiểu ở trên các cái lên Google cũng được, rồi các cái mà trang như là nhiều trang nói về Bitcoin lắm. Chỉ cần bạn tìm hiểu là một lát, bạn lên Google bạn tìm hiểu về Bitcoin một lát là cái ông Facebook bắt đầu ông đề xuất các cái trang đó cho bạn luôn. Ông Facebook ông tài lắm, bạn tìm cái gì trên Google là lát là ông Facebook ông đề xuất quảng cáo luôn, mà không cần phải tìm nhiều đâu. Và mình đang tham gia đào Bitcoin, và nếu như các bạn đào Bitcoin thì các bạn hãy nhập cái mã giới thiệu là mình. Cái Bitcoin nó có đa cấp hay không, cái này sẽ có nhiều bạn là sẽ đặt câu hỏi là vậy thì nó có đa cấp hay không, mà bạn mà mình lại cứ bảo là mọi người hãy nhập cái mã người giới thiệu là mình. Thì thực ra thì cái Bitcoin nó không phải là đa cấp, tức là bạn nhập cái mã người giới thiệu là mình thì mình sẽ được tăng tốc độ đào lên mà không ảnh hưởng gì đến bạn. Trong khi nếu như mà vợ bạn chẳng hạn lấy mã là người giới thiệu của bạn, thì sẽ tăng tốc độ đào của bạn lên, nhưng không tăng tốc độ đào của mình. Mặc dù mình là người giới thiệu cho bạn, và bạn giới thiệu cho vợ bạn, nhưng mà chỉ tăng tốc độ, nếu như vợ bạn chơi thì chỉ tăng tốc độ cho bạn thôi, không tăng tốc độ cho mình. Cho nên nó không phải là đa cấp nha các bạn. Tức là mình, nếu như các bạn lấy mình là người giới thiệu của Bitcoin thì các bạn sẽ nằm trong nhóm của mình sẽ biết các hoạt động của bạn. Nhưng mà nếu như vợ bạn lấy bạn là người giới thiệu thì mình không biết được, mà bạn sẽ biết được vợ bạn có đang bật Bitcoin hay không, thì vợ bạn sẽ nằm trong nhóm bạn, lúc đó bạn sẽ là một nhóm riêng. Thì tùy thôi, mình thấy là, nhưng mà mình khuyến cáo trước, không được bỏ tiền vào cái đồng tiền ảo này nhé các bạn. Tức là các bạn có thể đào chơi cho vui, được hay không thì không biết, nhưng mà chơi, thấy có cơ hội thì chơi, nhưng tuyệt đối không được bỏ tiền vào. Dù bất cứ ai yêu cầu thì các bạn không bỏ tiền vào. Nếu như các bạn không bỏ tiền vào thì
nó sẽ không bao giờ có rủi ro với các bạn. Tức là bạn không bỏ tiền vào thì lấy gì mà mất. À, thì mình sẽ đặt cái code, tức là cái tên người giới thiệu đấy, nó giống như là một cái nick của mình đấy. Thì khi mà Bitcoin yêu cầu là trong cái đăng nhập trong cái tạo tài khoản đấy, nó có cái mục là người giới thiệu của bạn là ai đấy, thì bạn nhập tên mình vào sẽ giúp cho mình đăng tóc. Mình làm điều này là vì bản thân mình trước, sau đó cũng vì các bạn, tức là ai thấy cơ hội mà nắm bắt. Và đây cũng là một bài học để chúng ta học hỏi thêm, biết thêm về cái mà xu hướng mà thế giới sẽ phát triển lên như vậy. Trong tương lai thì con người sẽ phát triển lên cao hơn nữa, tức là xã hội trong có thể là trong vòng 10 năm nữa tiền ảo sẽ rất phổ biến. Cho nên các bạn biết trước thì các bạn vẫn là những người sâu sắc hơn những người biết sau. Vậy đó, rất là cảm ơn các bạn hôm nay đã lắng nghe, và mình chỉ chia sẻ đến đây. Còn mình sẽ không ra video về cái đồng tiền này nữa, vì mình cũng sợ các bạn, những người mà không biết về vấn đề này sẽ là báo cáo với Facebook, và nhiều báo cáo quá thì cũng ảnh hưởng đến kênh của mình. Cho nên là vì người ta không hiểu thì người ta sẽ báo cáo. Còn mình không phải là lừa đảo, nếu như mình mà lừa đảo thì mình lần này mình cũng là đánh cược cái danh dự của mình, đánh cược cái danh dự của kênh đối với lần này. Cho nên là các bạn thích thì chơi, không thích thì thôi. Mình có một cái chia sẻ như vậy, rất mong là các bạn và video này mình sẽ không đặt quảng cáo, cho nên các bạn cứ ai vào xem thì xem. Cái này là chỉ giao lưu cho vui thôi. Chào tất cả mọi người, chúc các bạn có một ngày tốt lên. Xin chào và hẹn gặp lại.